tháng 10 năm 2015 được Chủ tịch nước, tức là Trương Tấn Thọ, ký quyết định, tức là Phan Anh Hùng, lực lượng Vũ Tôn, Vũ Trân cho tôi. Thì tôi thấy đó là một cái điều, đối với cá nhân tôi cũng là một cái vinh dự, nhưng tôi thấy đó không vinh dự bằng từ cái cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện Quế Sơn đã giúp cho tôi đùm bạc nuôi tư từ vùng Đông đến vùng Trung đến vùng Tây, che chắn tôi đến ngày hôm nay trưởng thành mà được nhà nước công nhận như vậy, thì tôi thấy đó là một cái niềm vinh dự lớn đối với tôi trong cái quan điểm là nhân dân huyện Quế Sơn và đảng bộ huyện Quế Sơn giúp cho tôi là trở thành một con người được mong một cái thành tích chung với toàn huyện. Sau đây là tôi cũng xin nói rõ này, cái quan điểm của tôi là có khớp với mọi người, tức là tôi nói thẳng và nói dứt khoát cái việc chứ không có có những ý hiện bây giờ Việt Nam chúng ta mà quan hệ với Mỹ như thế nào, như ông Ngô Mama hay ông Trump rồi giờ nó là quan hệ với tôi là tôi nói khóc. Cái việc tốt của thằng Mỹ, việc khoa học tiên tiến của hắn mình cần tiếp thu là mình tiếp thu, nhưng cái xấu, cái tư tưởng mình ấy xấu của hắn mình cần đề phòng là vẫn đề phòng. Còn cái quan hệ là mình vẫn có một cái mối quan hệ rất rộng rãi trên toàn thế giới, chứ không phải riêng thằng Mỹ, kể cả thằng Pháp, kể cả thằng Anh. Nên những cái lúc đó là những người đó là đem chăm thạp Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, là chăm thạp Việt Nam. Nhưng bây giờ là cái quan hệ về kinh tế, về đối ngoại, đối nội của đất nước chúng ta, nhưng cái tâm của mỗi người chúng ta phải nên vậy. Nên nhắc nhở anh em chúng tôi phải hết sức thận trọng trong cái việc quan hệ đó, mà mình phải làm một cái gì đó để giúp cho con cháu chúng ta nhìn nhận một cách chính đáo và hiểu một cách đầy đủ. Quan điểm của tôi thì như vậy. Có phải cái chỗ này là bác lại đang muốn nhắc đến cái câu chuyện là Mỹ hay không Mỹ? Đó, mà một cái ý như vậy thôi. Bác nói rõ hơn có được không? Tôi nói thế này nè. Tất nhiên là tôi về đây là ở miền Bắc, tôi về đây năm 77, tôi tham gia chính trị viên trưởng cho đội Nên Hương, rồi nữa là cho đội trưởng, về tham gia công tác Mỹ. Nhưng cái quan điểm của tôi á là cái việc á là trong chiến đấu là tôi rất là vô dụng, chứ không có cái việc đó. Trong năm 72 chiến đấu của Quế Sơn, tôi từ dưới vùng Đông tôi lên đến này tôi học, là tôi cho anh em nó đi theo tôi, là nếu là một người vô liên á, như Vinh về cũng còn sống đó, tức là băng cho anh em bên kia đó, băng anh em lại cho uống nước. Đến hồi tôi họp trên đây chiều tôi xuống là nói chung là cái việc đó, nên tôi cũng nói là rõ ràng cái việc hai bên đối chiếu với nhau, nhưng ai đã thất bại rồi á thì cũng coi như là cũng người bạn, cũng người Việt của chúng ta cả. Nên cái quan điểm á, nếu như tôi đặt giả sử, nếu như tôi sống trong chế độ đó thì buộc rằng tôi phải phục vụ cho chế độ đó, mà tôi sống trong chế độ bên này thì tôi phải phục vụ cho chế độ này. Nên như nói chung cũng là người Việt Nam, nên chúng ta cần phải có một cái chính sách cái đối xử tốt với họ, chứ mình không nên kỳ thị với họ, gây những cái ớt cỏm như vậy là không lợi, không lợi cho mình, mà kể cả không lợi cho đất nước. Bởi vì cái không lợi cho mình chỗ này ở chỗ nào, chắc là tôi cũng nói rõ, có khi hắn nói thằng cho nó hình nó gớm lắm, lăn con túi ngủ về để nó lăn quanh trái hầm sáng nên mình chết mất. Nên như mình cứ quan hệ bình đẳng, nên thực hồi thất xã hồi bãi bính đi cũng còn biết này. Tức là tôi quan hệ lắm, ngụy ớt ôn hay gì tôi quan hệ thôi này. Mà tôi thường quan điểm của tôi ở đó là tôi trưởng công an dùng cọp thì còn, tức là dùng đối tượng đó để bố tình hình cho tôi có những cái diễn biến gì. Nên như cái quan điểm của tôi là cái chính sách hòa hợp của đảng và nhà nước chúng ta là nó vô cùng lớn, mà nó đã giúp cho dân tộc Việt Nam chúng ta thịnh vượng một cách toàn diện, chứ không phải là nếu như không có chính sách đó chúng ta tàn sát lẫn nhau thì rõ ràng cái dân tộc của chúng ta cũng bị diệt vong, chứ không phải là không. Quan điểm của tôi thì tôi thấy cái chung là như vậy. Tôi xin phép có ý kiến bổ sung thêm, thì trong kháng chiến chống Mỹ thì chính phủ 10 điểm của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đối với tù binh, đối với những người phía bên kia rất cụ thể rõ ràng, nhưng ở từng nơi từng lúc bộ đội chủ lực thì không bao giờ làm ra cái chính sách 10 điểm đấy. Nhưng mà anh em du kích, anh em ở địa phương á là vấp phải cái điều này. Đến bây giờ cuộc chiến đó qua rồi thì cũng thẳng thắn thừa nhận điều đó là sai của anh em cán bộ du kích ở địa phương, vì cái thù cái khổ này nó triền miên quá nhiều năm. Anh em đó khổ nhà cửa bị đốt cháy, rồi anh em đồng chí
bạn bè bị bên kia sát hại. Do đó khi bắt được thì hầu như cái này nó hầu như lúc bây giờ chính bản thân cũng là người ở trong cái số đó, nhưng mà bản thân thì không bán, nhưng mà số anh em đi cùng là anh em bán, bởi vì cái thù nó đã đến cái mức độ cao điểm rồi thì không có cách nào khác hơn. Nhưng mà với những sĩ quan cao cấp, ví dụ căn cứ Cấm Dơi hồi đó thất thủ mình giải phóng được á, bắt được là một thiếu tá đó là Phan Văn Tươi, tiểu đoàn trưởng pháo binh tiểu đoàn 22, bắt ra thì thực ra mà nói, trên cũng đã nói rồi, bắt hằng tướng hằng tá thì tuyệt đối là phải giữ kỹ và đưa về, chứ còn tuyệt đối là không được động đến gia tài của nó nữa kia. Rồi đối với lính á, thì lúc bây giờ sao chuyển qua tù binh á, giữ tù binh á, thì bây giờ anh em ở đây có thể nghe nói là chỉ nói tù binh thôi, nhưng mà trong đó chúng ta đã phân ra 4 loại: thứ nhất là nghĩa binh, thứ hai là đầu binh, thứ ba là hòn binh, tù binh là cuối cùng, tức là tù binh là cuối cùng, tức là người chống trả cuối cùng, đến viên đạn cuối cùng chống lại chúng ta. Còn trước hết là nghĩa binh đang ở trong kia mà khởi nghĩa qua về với cách mạng, đầu binh là anh đang ở trong cái hòn ngũ anh mà đầu ngũ anh trở về với cách mạng, thì cái đó là ưu tiên. Nhưng hòn binh thì cũng còn được ưu tiên, mà ưu tiên thêm là chỗ ăn chỗ ở và kể cả cái chế độ này, thì dù là khó khăn anh em đó, nhưng mà bắt được ví dụ thiếu tá Phan Văn Tươi thì vẫn được ưu đãi chế độ ăn còn hơn anh em nữa mà. Lúc bây giờ chế độ ăn vẫn rất tốt đó. Và trong quá trình đó biết bao nhiêu cái điều mà nó lắng óp đến mình, ngày hôm nay thế nào, ngày mai thế kia, đơn vị này đánh, đơn vị kia đánh, rồi số bị thương, số chết rồi, cũng quá nhiều. Mà trong khi đó thì đối phương là đổ quân giữ có cái đường để đưa tù binh đi, do đó cũng có những cái sơ sẩy là một số tù binh phải đi thôi, chứ không thể đưa đi được. Đưa đi thì anh em mình cũng chết, cũng hy sinh, thì đều ram cũng cẩn, mà Hùng Chiến cũng đỉnh đổ quân cẩn giữ mà, thì cái sự thể nó là như thế. Còn đồng đội anh em mình cũng bị nhiều tù binh, nhưng mà nó chờ cái cơ hội mình lơ đãng một tí là nó sót mình. Mà trong đó nhất là đối với có cái tù lính ngụy mà có đảng phái, nhất là Quốc Dân Đảng, thì nó không đội trời chung với cộng sản, và nó tìm cách sơ hở là nó phỏng mình, thì cái ý là như vậy. Có lẽ là những câu chuyện của các du kích quân rất là đặc biệt, và tôi cũng khá là ngỡ ngàng, bởi vì chúng ta gặp những chiến sĩ giải phóng quân, những chiến sĩ quân chủ lực, và bây giờ hôm nay lần đầu tiên là chúng ta gặp những người du kích quân. Vâng, họ có nghĩa là nói như các bác vừa trao đổi, thì dù là đi chơi du lịch ấy, dù là chơi và kích là đánh, có nghĩa là vừa đánh vừa chơi, và ưng thì đánh mà không ưng thì thôi, khó thì đánh, à khó thì thôi về, dễ đó, tránh cái thiên vọng, cái thương vong nhiều nhất. Và qua câu chuyện kể của các bác thì tôi có cảm nhận là cái lối đánh táo bạo của người du kích nó mang cái dáng dấp của bộ đội đặc công, nhưng mà nó khác ở một cái là rất là hồn nhiên thôi. Tức là đi chơi thì gặp thấy địch nó đóng chỗ này, hay nhỉ, thế là về chuẩn bị vũ khí là đêm đến đánh. Còn nếu mà đến mà thấy đánh không được lại thôi đi về. Vâng, đó cũng là những cái mà để ta có thể hiểu được vì sao mà cái cuộc chiến của Mỹ lại bị sa lầy ở miền Nam, và không thể có một cái lối thoát nào khác như là họ đã xảy ra trong lịch sử. Và ở đây thì em muốn hỏi thêm một cái này. Tức là hầu hết cả ba bác du kích ở đây thì em đều thấy rằng đầu tiên là tự phát, và cái quan trọng nhất là truyền thống của gia đình, của những người cha, người mẹ, người anh, người chị của mình có những cái mà phía bên kia gây nợ đối với họ, cho nên là trong lòng từ lúc còn bé đã ý thức được là phải trả thù cái người đã đánh cha mình, cái người đã bắt giam cha mình. Đó là cái truyền thống của gia đình. Và cái nữa là cái ý thức trả thù đấy, tức là cái thù nhà,
và cuối cùng dồn lại tất cả những cái đó. Khi mà cả quê hương của mình, làng xóm bị đốt, bị phá, người thân bị giết, bị tù đày, bị đàn áp, thì mới dẫn đến một cái ý thức lớn hơn, đó chính là nợ nước. Và khi đấy thì những người du kích của chúng ta mới thực sự trưởng thành. Và các bạn có thể thấy là một người bộ đội thì họ còn hy vọng rằng sau một cái cuộc chiến, nếu mà bị thương thì có thể quay ra Bắc. Hay một người chiến sĩ giải phóng quân thì họ vào hậu cứ, họ trở về hậu cứ. Nhưng những người du kích của chúng ta thì tự kiếm ăn, tức là vẫn phải lao động kiếm sống, tự ăn, tự mặc, tự đánh giặc, vẫn sinh sống. Nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ ngôi làng của mình. Em nghĩ như thế có đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Như vậy là với tôi thì đây là những kiến thức rất mới về du kích. Vẫn biết là du kích quân miền Nam rất dũng cảm và có cái lối đánh rất là làm cho kẻ thù không ngủ được, không yên được. Bởi vì đánh bất cứ lúc nào, chỉ cần địch thở ra là đánh. Thì là nó chung chung như vậy. Nhưng đến hôm nay thì thật sự là em mới thứ nhất là được gặp những người du kích bằng xương bằng thịt, và họ cũng hoàn toàn giống như chúng ta. Và thứ hai là nghe kể những câu chuyện của họ thì cái cảm xúc rất là nhiều. Và trong đây thì em có nghe bác Bính anh hùng là có nói về cái hai trong gia đình của mình, và có hai cái người thì đi theo cách mạng và người thì đi theo phía bên kia, thì bác có thể nói cụ thể hơn được không ạ? Vâng, có nghe là coi này, cũng không phải là đi theo, mà gia đình là có một cái truyền thống của cách mạng rồi. Dạ. Nhưng trong chiến tranh là địch nó dùng một cái thủ đoạn là lập ấp dồn dân để đánh cơ cái vùng quả cầm rộng, tức là dân ở trên đây trụ bám mà, để mà cung cấp lương thực, thực phẩm, rồi nắm tình hình bố lại cho bộ đội du kích. Thì Mỹ nó lên nó xúc toàn bộ xuống cái căn cứ để nó vô cho cái chế độ của Sài Gòn hồi đó quản. Và những người đó, ai là đối tượng mà gia đình có liên quan với cộng sản thì giữ khó, mà ai mà có cái liên quan với bên kia là có, tức là nó cũng làm như cái cách của ta, tức là nó bắt toàn bộ những người trụ bám trên này, tức là và xuống dưới đó để nó cai quản, và nó không cho cái sự là tiếp xúc giữa bộ đội du kích với những người dân trụ bám đó. Nhưng thực bố có với mấy anh mấy chị như thế này, lúc đó dân Việt Nam không hề dễ đâu, kiểu như thế mà bắt có bỏ chậu ra thôi, tức là xúc xuống buổi ma chiều chống chạy về trên này, tức là trương chiên. Nên vì hắn có những cái chuyện đó nên tôi nói là giữ ha, bởi vì gia đình tức là tuy rằng cái lớp lớn nhưng mẹ hoặc cha bị địch xúc xuống dưới đó mà trả ra cái nghi kỵ, mà trong cái việc về chính trị lúc đó là tôi nó không cần nói gì, không cần nói nhiều là rồi, chứ không cần chứ phải nói nhiều hết á, mọi cách là rồi, chứ không cần. Nên đối với bản thân tôi rồi đó, bởi vì có những cái chuyện đó, bởi vì mẹ ông già là bị bắt ở Đèo La năm thứ 9. Thế hồi nói là không có ăn, đi lên nó mua trào gán về để đem xuống đi bón đội mua gọ về ăn. Nên như cái việc bị bắt Nga trên Đèo La, trên nước mắt đó, thì lúc đó là thực là tôi hai ông anh là tham gia trên này. Nên như có thực là cũng nghi cho thôi. Mà tôi nói thực là với các anh chị này là trừ là nó thực cũng thiền tĩnh. Chứ lúc tôi hồi mà còn thanh niên tuổi đôi mươi là cũng tương đối là hơi, nói chung với anh Hùng là không phải, mà tương đối là hơi ngon. Nói thật, anh lãnh đạo nó đúng ngay mà nó không đúng tôi cắt chặt. Dù anh cũng bí thư hay cái gì chạy anh, mà nó đúng thì tôi ngay mà nó không đúng. Cái việc đánh Mỹ của du kích như chị đã khẳng định, tức là du kích là lúc về chơi về đánh giặc, nên có những trận là tôi cần phải tổ chức đánh Nga, mà có những trận tôi thấy không thuận lợi là tôi không đánh. Nên nhiều cái là viêm cho tôi, nên có những cái việc đó mà gây cái sự mà hương phấn cho một con người mà trong cái độ tuổi đôi mươi đó để lập nên những cái chiến công lớn hơn nữa, thì rõ ràng nó bị chèn ép.
Thì cái quan điểm của tôi là lúc đó là tôi nghĩ như vậy, nên tôi mới trả lời, tôi nhắc là tôi trả lời một cái câu là tôi nói thờ tôi làm tù cộng sản, tôi không quyết không đi chơi rồi đó. Nên tôi hồi đó là quan điểm của tôi thì như vậy. Với vậy ông hai ông anh là bà già dưới nay thì dù bác chúng nhưng vẫn là cơ sở cách mạng, chuyển thuốc chuyển men rồi là đưa vàng đưa đồ về trên vùng cảnh cách mạng. Những cái việc đó là của một người khác xây dựng cơ sở. Còn á, cái việc cách mạng miền Nam lúc đó ai làm nó biết, nên anh này anh xây dựng anh Hương là chỉ anh biết thôi, chứ tôi cũng vẫn không biết. Dầu tôi có biết thư mà anh đi chỗ được trưởng lớn hơn ảnh đó, nhưng ảnh xây dựng cơ sở là anh biết chứ tôi không biết. Ai là cô xây dựng cơ sở là cô biết, cho bọn nói chung mà ba anh em tôi không biết. Tức là ai làm nó biết, cái nó rủ có chuyện gì á, bị địch bác thì kha ra lung tung thì không bao giờ mà đưa ra chuyện đó. Quan điểm lúc đó thì thực á, là trong chiến tranh đóng Mỹ là tôi nói hồi nãy nó rất tế nhiều, mà có nhiều vấn đề mà chúng ta không thể lường hết được, nên thằng Mỹ nó thua Việt Nam ấy, là không nắm hết cái tư tưởng của dân tộc, nên những buộc ra là phải thua. Em có hỏi thêm chút cái chỗ mà nói hai ông anh là như thế nào ạ? Một anh ấy là huyện đội trưởng, huyện đội phó một. Dạ. Một anh là du kích, dạ. Trưởng du kích hy sinh. Tức là hai ông anh là liệt sĩ. Dạ. Bà già sau này cũng liệt sĩ. Thế là dạ. Nói chung là như vậy. Còn cha thì là bị. Cha là cha này về đây mới mất cách đây là mười mấy năm. Nhưng cái khi bị bắt ấy là ai bắt? Mỹ bắt. Mỹ bắt. Mỹ bắt. Sau chiến Mỹ bắt trên đèo La này đem xuống dưới căn cứ Quế Sơn này. Trong cái lúc mà địch lên xúc nhân dân bắt. Thì hồi đó nó thực cái trên này là không sản xuất, chỉ đi lên trên kia là mua mít, gọi là đi buôn. Đi buôn là mua có cái thứ về xuống như này để đổi lương thực để đem về là phục vụ cho đời sống, cho du kích và nuôi sống của gia đình đó thôi. Dạ. Bị bán. Thêm một cái điều này ạ, tức là một cái vùng ở trong này thì sau kháng chiến 9 năm thắng lợi thì hiệp định Paris ký kết xong thì bộ đội của ta là tập kết ra Bắc, thì trong nhà, ở trong cái vùng nhà mình ấy thì cũng có rất là nhiều người tập kết ra Bắc. Thì em muốn biết là gia đình của những người tập kết ra Bắc này ở trong này có gặp khó khăn không, và cụ thể thì là như thế nào. Ý thứ hai là ngày đấy thì em biết là ở miền Nam, ở bên trong từ vĩ tuyến 17 trở vào ấy, thì bà con là có cái phong trào đấu tranh rất mạnh đòi thực hiện hiệp định Geneva, thì vùng của mình thì có cái phong trào đó không? Thì cái này xin báo cáo với anh các chị là thực tình mà nói chế độ Mỹ ngụy là nó kiên quyết, nó sợ rằng miền Nam sẽ qua trở lại với chế độ cộng sản, do đó lúc bây giờ nó kiên quyết lắm. Ông Dò cũng là động viên đối quân chính, anh ruột là đi tập kết ra Bắc, do đó những gia đình thuộc cái diện là đưa vào trong danh sách đỏ và hầu như mất cả có các quyền lợi đối với những gia đình này. Và thực tình mà nói là cái đó cũng là một trong những cái phân biệt khó khăn, mà từ cái phân biệt này nó sẽ dẫn dắt đến cái mầm mống là chống lại chế độ một cách kiên quyết hơn, chống lại chế độ rất kiên quyết. Và những ngày đó như chúng ta cũng đã biết á, là chế độ của Ngô Đình Diệm Mỹ á, là độc tài phát xít. Luật số 10 năm 9 là má chém, lên má chém đi khắp cả miền Nam. Và những cái vụ thảm sát rất lớn, ví dụ như là chợ Được Vĩnh Trinh, 39 người đó là và dìm xuống hồ nước chết. Còn ở ngay địa phương cát đã 200 mét là dù cũng không á, là nửa đêm bắt đi và sau đó không trở về, và mở sang những cái mưa lớn thì mới thấy lầu xót ra ở bà con, tức là nó thủ tiêu. Hoặc là bên nhà là ông Doãn Câu Kỳ, ông đấy là cũng đảng viên, thế là chính quyền ở cơ sở không biết có chỉ đạo của trên không, của chế độ cầu quốc thì không biết, nhưng mà đêm 26 nó vào là nó bắn tại nhà, nó thảm sát đó, nó làm những chuyện thế. Thế thì những người em, những người anh, những người mà trong gia đình này, người ta rất kiên quyết. Và cũng nói thêm rằng trong cái giai đoạn khốc liệt đó ở Nga Sơn Lãm này là chỉ có 33 khẩu thôi, 33 khẩu. Mà 33 khẩu là trong đó có gần 15 ta súng rồi.
còn lại là chúng ta thấy xuống vùng địch, vì đây là vùng xấu động, do đó không có cái chuyện mà như bây giờ có nhỏ có cửa ở chẳng qua cha cái mớ tô hoặc là nằm ở cái tranh ở dưới có cái hầm sâu á ở, và chính bản thân cũng thấy cái điều khó ở là ban đêm là phải chui xuống hầm sâu, mà ở hầm sâu nó ngột ngạt, nó khó chịu, người khó thì chịu được nhưng bản thân là cảm thấy không khó chịu, có chết cũng lên trên nằm hít thở cái không khí trên, chứ còn nằm dưới hầm sâu là khó chịu. Thì thấy rằng nó không phải là nó đơn thuần như ta nghĩ bây giờ, có một giỏ mà chỉ có ba mấy khẩu thôi, mà tập trung là như anh Hương anh mới biết là ở chỗ Gò Dưa cầu đó thôi, chứ còn toàn bộ xã này là người ta xuống hết vùng địch rồi, chứ không ai ở trên này. Vì xuống vùng địch sao đời sống vật chất họ không bị ảnh hưởng, vì bên kia là nó có cái chế độ là nó bỏ của ra nuôi mà. Còn ở trên này thì phải chấp nhận cái sự hy sinh, cái sự do khổ, cái sự đói kém. Nhưng mà hầu như những anh em ở đây là những anh em là chí cốt á, một lòng một dạ quyết với chế độ cộng sản á, mới ở chứ còn không theo bỏ chạy chứ ở chi vùng này. Vì sao hai ông anh cũng đi làm cách mạng, ví dụ bản thân ông anh năm 54 tập kết ra Bắc, rồi anh Ban đó là cũng Nga từ cái đầu cuộc kháng chiến là anh đi tham gia kháng chiến, sao anh về anh làm bí thư xã đây, rồi trưởng đội công tác. Bây giờ thì anh về hưu. Nó thêm về cái chỗ là khó khăn khốc liệt về chế độ Mỹ gì nó đối xử nó cũng quá gian ác, quá khốc liệt. Thành thử anh em mình cũng kiên quyết để mà chống trả. Tức là nhân anh Bính vừa nói về cái chế độ Diệm, dạ, và thảm sát, và trong đấy có câu là lê máy chém đi khắp miền Nam, dạ. Thì cái thời gian gần đây ấy, người ta cho rằng là cái việc đó chỉ là tuyên truyền thôi, chứ còn cái chế độ Ngô Đình Diệm rất là nhân văn, dạ. Và ngày đấy thì kinh tế của miền Nam là phát triển, dạ. Và không có cái chuyện là thảm sát những người kháng chiến, thì anh thấy về cái lý luận như vậy và với những điều mà anh vừa nói ấy, tôi thấy nó mâu thuẫn, và anh có muốn giống như tranh luận á, giống như tranh luận và chứng minh không? Và anh thấy người ta khi người ta nói như thế thì là thưa các anh các chị, là xin khẳng định một điều là những ai chưa ở miền Nam thì chưa biết, chứ ở miền Nam này thì không ai nói rằng Mỹ Diệm nó tốt đối với nhân dân miền Nam này, mà nhất là đối với những gia đình mà có liên quan đến cách mạng, đến cộng sản thì nó khốc liệt lắm. Đối với nó có những cái danh sách là nó thủ tiêu mà, ví dụ cụ thể cái vụ án ở Chợ Được như thế là nó thẩm sát, mà cái này là công khai, bây giờ có xây dựng một cái Vĩnh Trinh á, Vĩnh Trinh Chợ Được á, cái vụ đó kinh khủng luôn. Bỏ bao tờ dìm xuống nước, mà bây giờ vẫn có bà dân co bày trò nói về cái vụ Vĩnh Trinh đó. Rồi ở đây ta cũng biết mà, thì làm sao nó che được. Cũng giống như là trong cái chống Mỹ mà cái vụ ba lần an ở Sơn Tật mà diệt 504 người đó, thì làm sao che mặt được, ai cũng biết cả đó, hầm heo Tiên Phước, những cái vụ thảm sát kinh khủng lắm. Anh có thể cụ thể hơn được không? Cụ thể là sao? Tức là vì nói như vậy cũng chỉ biết được cái tên địa danh thôi, nhưng ví dụ như là cái vụ Chợ Được, dạ, Vĩnh Trinh ấy, dạ, thì anh nói cụ thể hơn xem là ví dụ như là mình nói là người ta thảm sát, dạ, thì người ta thảm sát như thế nào? Cái vụ Vĩnh Trinh á thì nó ở Duy Xuyên, dạ, có cái hồ, cái đập đó là đập Vĩnh Trinh, dạ. Cái địa phương đó thì những người đảng viên nó nghi là vẫn còn có sự móc nối đối với cộng sản, dạ, thì nó bắt hết. Mà khi đi cũng không nghĩ rằng những người này á, gia đình cũng không nghĩ là nó thảm sát đến mức độ như thế, mà cứ mỗi một chùm như thế là 5 người, nó dùi dìm xuống hồ mà nó cột đó không thể trồi lên, nó dọa mang đến mức. Và đến ngày mùng 4 á, thì gia đình cho mẹ vợ con đi tìm kiếm thì mới biết được cái chuyện này. Và sao nó còn đốt xác nữa, một số là nó đốt xác mất đi không nhận dọn được, thì đó là ở Vĩnh Trinh. Còn riêng ở đây là như bà chị nói là hầm heo trên này cũng là những cái vụ thảm sát tập thể, hoặc là ở đây thì ở xã đây là có 3 trường hợp